Kính chào quý vị, chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Cảm ơn quý vị đã không quên dành thời gian cập nhật thông tin trong chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 5, một ngày mà không phải chỉ có người dân Việt Nam, mà còn rất nhiều người trên thế giới ghi nhớ, đó là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vị lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân, một anh hùng dân tộc và là danh nhân văn hóa thế giới. Thêm những khắc họa ghi nhớ về vị lãnh tụ thiên tài Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là những thông tin chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong ngày mới hôm nay. Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại, để tự hào, để tưởng nhớ về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại mình và tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động sản xuất để xây dựng đất nước. Trong câu chuyện về ai thế nào vì sao hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của những văn nghệ sĩ đã có nhiều tác phẩm dạy bác. Chương trình ngày mới còn chuyển đến quý vị nhiều thông tin quan trọng khác. Nhằm hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện ngay tại địa phương, thì từ cuối năm 2015, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu triển khai mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng ở các xã phường thị trấn. Tuy nhiên thời gian qua thì mô hình này gặp rất nhiều khó khăn. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong một gõ cửa. Phần cuối của chương trình sẽ là những chia sẻ rất hữu ích về loại hình yoga dành cho người bị bệnh đau lưng, thoát vị đĩa đệm. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng điểm lại những thông tin diễn ra trong 24 giờ qua. Di chúc Bác Hồ, văn kiện lịch sử vô giá. Bà Rịa Vũng Tàu đề cử 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn cấp quốc gia. Cống số 6 Tân Hải tiếp tục bị nhuộm đỏ. Thưa quý vị, hôm nay 19 tháng 5, ngày mà mọi người Việt Nam đều ghi nhớ, ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. Không chỉ đến hôm nay, mà những ngày qua, các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác đã được tổ chức sôi nổi. Thông tin trong vòng quay 24 giờ của ngày mới hôm nay sẽ bắt đầu với những ghi nhận về các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 108 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thực hiện di chúc của Người. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại phường Phước Long A, quận 9. Tại lễ phát động, ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc trồng cây trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Do vậy, nâng cao nhận thức của cộng đồng về trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây xanh và chăm sóc bảo vệ cây xanh là hành động thiết thực góp phần cải thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Tại khu di tích lịch sử đền thờ Bác, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang tổ chức dân hòa viếng Bác. Tại thị trấn Kê Dương, huyện ủy Phụng Hiệp tổ chức khánh thành nhà tưởng niệm Bác Hồ. Công trình nằm trong khuôn viên huyện ủy Phụng Hiệp với tổng diện tích xây dựng gần 120 m2. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn, là nơi đón tiếp, phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, lực lượng vũ trang trên địa bàn đến thắp hương tưởng niệm, báo công với Bác. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương khen thưởng và giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Nam đã trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân, tặng cờ thi đua của chính phủ và tuyên dương khen thưởng 14 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện, đồng bộ. Còn tại thành phố Lào Cai, tỉnh ủy Lào Cai tổ chức đánh giá 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai rất tự hào về những thành quả đã đạt được sau 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Người. Sau 28 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo đã vươn lên thành tỉnh khá, dần trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng Tây Bắc Tổ quốc. Vị thế ngày càng nâng cao trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế. 3 năm qua, tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành 71 văn bản lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện nội dung yêu cầu về học tập và làm theo Bác theo quy định của Trung ương và tỉnh ủy.
toàn tỉnh ghi danh được 512 mô hình mới, trên 2.000 tập thể và 5.600 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Trước đó, lãnh đạo tỉnh đã làm lễ dâng hương tại nhà bia tưởng niệm Bác Hồ, báo cáo với Bác những thành tích mà tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm qua. Thưa quý vị, khi nói đến di chúc, người ta thường nghĩ đến một văn bản để phân chia tài sản. Thế nhưng ở đất nước Việt Nam, có một bản di chúc vô cùng đặc biệt. Đó là những lời cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho non sông, đất nước, cho bao thế hệ người Việt Nam. 50 năm đã qua đi, bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, là cẩm nang trong sự nghiệp xây dựng đất nước của Đảng và nhân dân ta. Nhà sàn tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ ở và làm việc từ tháng 5 năm 1958 đến tháng 8 năm 1969. Tại nơi này, Bác đã bắt đầu viết những dòng đầu tiên của di chúc vào 9 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 1965. Và những năm sau, cứ đúng thời gian đó, bắt đầu xem lại bản di chúc và sửa chữa thêm bớt những ý cần thiết. Năm 1969, Bác xem và viết lại toàn bộ phần mở đầu. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, Bác sửa lần cuối. Nghiền ngẫm trong suốt 4 năm, chắt lọc tình cảm và suy nghĩ của cả cuộc đời, di chúc để lại nhiều điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân. Trước hết, nói về Đảng, Bác chỉ rõ đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Người căn dặn cán bộ đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng, như giữ gìn con người của mắt mình. Trong di chúc, người đã 8 lần nhắc đến từ đoàn kết, bởi vì đây là cái điều kiện tiên quyết để Đảng thực hiện và làm tốt được vai trò lãnh đạo của mình. Vì có đoàn kết thì Đảng mới làm hạt nhân lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi được, nếu không thì ngược lại. Cho nên cái sự đoàn kết trong Đảng đấy, Bác đã nói là phải đoàn kết như giữ gìn con người của mắt mình. Hồ Chí Minh, người ôm cả non sông mọi kiếp người. Với tình yêu thương vô bờ bến đó, Bác đặc biệt quan tâm đến nhân dân lao động, những người đã bao đời chịu đựng gian khổ trước áp bức của thực dân phong kiến, lại trải qua nhiều năm chiến tranh. Bác nhấn mạnh, Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Và thế hệ trẻ, mầm non tương lai của đất nước cũng là điều Bác trăn trở trước lúc đi xa. Bác căn dặn, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Theo Bác thì hồng và chuyên đây là hai điều kiện cần và đủ để đào tạo những thế hệ thanh niên xứng đáng kế tục với sự nghiệp cách mạng cao cả, bồi dưỡng cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Hồ Chí Minh nhắc đi nhắc lại hai lần chữ rất, rất cần thiết và rất quan trọng để chúng ta thấy một lần nữa sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với thế hệ trẻ. Những ý nghĩa quan trọng nhất của bản di chúc Bác Hồ để lại đó là một văn kiện tổng kết lịch sử, dự báo tương lai. Toàn bộ di chúc thì hướng tới việc xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Bây giờ có thể nói là trong đổi mới những năm gần đây, và đặc biệt là từ Đại hội 12 đến nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, rồi Chính phủ đó, nói rất nhiều điều hay lắm về xây dựng Đảng, về kế hoạch của Chính phủ. Nhưng mà cái hay nhất ý, lại chính là những điều đó chúng ta có thể tìm thấy trong di chúc của tôi. Nói ví dụ như là vấn đề bây giờ nghị quyết Trung 4-11, nghị quyết Trung 4-12, chúng ta nói vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng, thế thì đây chính là một câu trong di chúc của Bác. Trước việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng. Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng cuối cùng trong bản di chúc. Thời gian không ngừng trôi với biết bao sự biến đổi, song những chỉ dẫn của người vẫn mãi còn in đậm trong trái tim, khối óc của mọi người dân Việt Nam. Đó không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng trước lúc đi xa, mà đó còn là kết tinh những tinh hoa, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam, vì hạnh phúc của từng người dân, với mong ước thật giản dị rằng ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Cháu nhỏ chúng tôi gửi cho qua. Chuyển sang những ghi nhận về các vấn đề, sự việc và sự kiện khác. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bế mạc sau gần 3 ngày làm việc và đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.
Tại hội nghị 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị, đồng thời yêu cầu các tiểu ban khẩn trương hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, trong đó đặc biệt là báo cáo kinh tế, xã hội và các báo cáo chuyên đề phải thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp cùng Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH công bố phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật quốc gia trên điện thoại di động. Đây được kỳ vọng là giải pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Sự ra đời của phần mềm này là kết quả hợp tác công tư nhằm giải quyết về sử dụng thuốc không đúng cách, cũng như khuyến khích sản xuất và thương mại bền vững các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Việt Nam. Phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật trên thiết bị di động có tên là Thuốc bảo vệ thực vật sẽ cung cấp miễn phí cho nông dân thông tin về các loại thuốc bảo vệ thực vật đã đăng ký, như loại thuốc nào dùng cho loại sâu bệnh nào hoặc cây trồng nào. Thưa quý vị, năm 2018, số công chức hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Bộ Nội vụ giao tuyển dụng 124 chỉ tiêu. Qua 6 tháng thông báo tuyển sinh, hơn 300 thí sinh đăng ký dự thi. Và sáng ngày 18 tháng 5, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính của tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính của tỉnh. Dự lễ khai mạc kỳ thi có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, cùng đại diện Ban tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị và hơn 300 thí sinh tham gia kỳ thi. Kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 306 thí sinh dự thi vào 109 vị trí việc làm thuộc 12 cơ quan hành chính cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố. Thí sinh dự thi 4 môn vào ngày đầu tiên, thí sinh thi môn kiến thức chung, tiếng Anh, tin học. Ngày tiếp theo, thí sinh thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính yêu cầu các thành viên trong hội đồng thi tuyển, ban giám sát, ban coi thi cùng các thí sinh thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế để kỳ thi diễn ra công bằng, minh bạch và dân chủ. Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu vừa đề cử 6 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019. Các sản phẩm được đề xuất chủ yếu là những mặt hàng có thế mạnh của địa phương, được đánh giá cao về chất lượng, an toàn vệ sinh và đang có chiều hướng phát triển tốt trên thị trường. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá và nâng tầm thương hiệu sản phẩm của mình. 6 sản phẩm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu đề cử tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 là cà phê bột Pha Phin của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Nón Lá, tiêu xanh muối Bầu Mây của hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Bầu Mây, cá đục khô tẩm gia vị của công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại Thuận Huệ, bộ bét tưới bù áp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ tưới Asop, bộ bàn làm neo cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất dịch vụ Tiến Dũng, gạch không nung DHS của công ty cổ phần Đại Hồng Sơn. Cả 6 sản phẩm đều đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2019 và đã có thị phần nhất định trên thị trường. Đơn vị chúng tôi chú trọng thứ nhất là về cái chất lượng. Chất lượng của chúng tôi là đứng hàng đầu. Ở đây nó là hữu cơ. Sau khi chúng tôi được cái sản phẩm hữu cơ rồi thì chúng tôi làm theo tiêu chuẩn 22.000. Và chúng tôi làm rất là nghiêm ngặt và đã được cố vấn của Nhật sang giúp đỡ rất là tận tình cho chúng tôi. Và những cái nguyên liệu đầu vào về đây mình cũng phải lựa chọn lại một lần nữa rồi mình mới cho ra sản xuất để làm ra nhiều loại sản phẩm như thành phẩm như cà phê bột, hạt rang, phim giấy và hòa tan. Chúng tôi luôn luôn đi sâu nghiên cứu vào công nghệ, tức là công nghệ mẫu mã và các cái cấp phối cho nó phù hợp để vừa đạt được giá thành thẻ và giá thành rẻ phù hợp với cái thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm không thay đổi. Được tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trong kinh doanh, bởi doanh nghiệp có cơ hội nâng tầm thương hiệu và mở rộng thị trường. Đây cũng là tiêu chí để doanh nghiệp được hỗ trợ đăng ký thương hiệu, hỗ trợ truyền thông, tiếp cận các chương trình hỗ trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến, khoa học công nghệ, từ đó nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu tác động đến môi trường. Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp chính thức triển khai từ năm 2014 trong phạm vi cả nước và tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với định kỳ 2 năm một lần. Qua các lần bình chọn cấp quốc gia, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 6 sản phẩm được công nhận. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2019 đang được Bộ Công Thương triển khai. Theo kế hoạch, lễ công nhận sản phẩm tiêu biểu sẽ diễn ra vào cuối năm. Thưa quý vị, đầm chứa nước trước cống số 6 tại thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ là nơi điều tiết thủy lợi và ngăn mặn xâm lấn đất nông nghiệp trong khu vực.
Trước đây thì đầm chứa nước này là điểm đen về ô nhiễm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng thời gian gần đây, với sự quyết liệt xử lý của ngành chức năng, tình trạng ô nhiễm từng bước được cải thiện. Thế nhưng theo phản ánh của người dân, khoảng một tuần trở lại đây, tình trạng ô nhiễm tại đầm nước trước cống số 6 lại tái diễn, khiến cho người dân sống quanh khu vực vừa bức xúc vừa lo lắng. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào lúc 11 giờ trưa ngày 18 tháng 5 tại đầm chứa nước trước cống số 6 thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Nước trong đầm sậm đỏ và xuất hiện xác cá tôm chết. Theo người dân quanh khu vực, tình trạng nước trong đầm trước cống số 6 chuyển đỏ khoảng gần một tuần trở lại đây. Kèm với việc chuyển đỏ, nước trong đầm còn có mùi hôi thối nồng nặc mà cách xa hàng trăm mét vẫn thấy khó chịu. Khi thì 12 giờ đêm, khi thì 7-8 giờ tối, có lúc là phải đóng cửa lại hết cả, hắn thối khiếp lắm. Tình trạng này làm sao mà để cho dân hắn đỡ hối thối chứ con hắn thối khiếp lắm. Theo người dân quanh khu vực, từ đầu năm 2019 đến nay, nước trong đầm trước cống số 6 thuộc thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ cũng đã vài lần tái ô nhiễm. Nhưng đây là lần đầu nước trong đầm chuyển màu đỏ và hôi thối nên người dân không khỏi hoang mang lo lắng. Khắc họa đậm nét về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày sinh nhật Bác hôm nay là câu chuyện của những văn nghệ sĩ đã có nhiều tác phẩm về Bác. Thưa quý vị, trong sáng tác nghệ thuật, rất nhiều văn nghệ sĩ tâm huyết và dành cả đời mình để thể hiện hình tượng Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc. Mỗi loại hình nghệ thuật thì có cách diễn tả riêng, nhưng tự chung lại tất cả đều được tạo nên từ lòng biết ơn sâu sắc của giới nghệ sĩ đối với Bác. Gần 40 năm qua, du khách đến thăm Hà Nội khi đi qua ngã tư Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng đều dừng lại ngắm nhìn bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh bế một em bé. Lòng trong hình ảnh cánh chim hòa bình. Đây là tác phẩm của họa sĩ Trần Từ Thành, nguyên là phó hiệu trưởng của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Thứ nhất là con chim hòa bình, ngắm cánh ưu lưu là ngành tượng trưng cho hòa bình. Hai là mắt trong chim bồ câu là thủ đô Hà Nội, đồng thời còn sao bộ đội dẫn đường cho cuộc chiến đấu cách mạng chúng ta. Và Bác Hồ ôm đứa bé là biểu tượng cho xây dựng đất nước, tương lai đất nước và thế hệ trẻ sẽ gánh vác nhiệm vụ sau này. Bức tranh được hoàn thành vào năm 1976, một năm sau ngày đất nước thống nhất. Vì vậy, thông điệp về hòa bình, về tương lai đất nước được ông gửi gắm trong bức tranh đặc biệt này. Trong suốt sự nghiệp của mình, họa sĩ Trần Từ Thành đã sáng tác hơn 30 tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi một tác phẩm đều được ông tỉ mỉ lựa chọn từ ý tưởng đến từng nét vẽ. Những bức tranh tại ngã tư Tràng Tiền được ông lựa chọn ý tưởng tựa theo ý thơ của nhà thơ Tố Hữu: lòng ta chung cụ Hồ, lòng ta chung thủ đô, lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam. 30 tháng 4 giải phóng miền Nam rồi, Bác phấn khởi quá, nước mắt chảy ra và nghĩ rằng sẽ vẽ mình họa sĩ, mình vẽ bức tranh nào đấy để thể hiện được cái thống nhất Tổ quốc, mong muốn hòa bình cũng Bác Hồ, chiến đấu thắng lợi cũng Bác Hồ, chỉ đạo cuộc kháng chiến thành công cũng Bác Hồ. Vì thế Bác nghĩ là người nghệ sĩ thì đưa được tác phẩm Bác Hồ vào. Hồi đấy với mình những bức tranh rất là lớn và thường thì thấy bố vẽ rất là nhiều tranh về Bác Hồ, mình cũng rất là thích, tại vì là ở trường lớp thì cũng được nhìn thấy, về nhà thì thầy bố vẽ lên các cái nét vẽ. Theo mình cảm nhận thì đề tài về Bác Hồ là một đề tài mà bố mình rất là yêu thích và rất là đam mê. Với ý nghĩa đặc biệt của bức tranh, đã có rất nhiều nhà sưu tầm tranh từ nhiều nơi trên thế giới đến hỏi mua bản gốc từ họa sĩ Trần Từ Thành, song ông đều từ chối không bán. Và mới đây ông đã quyết định tặng lại bản gốc đầy giá trị này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ. Chưa từng qua bất kỳ trường lớp nào và chưa từng được gặp Bác Hồ, song họa sĩ Xuân Phúc đã có nhiều sáng tác thành công về người. Tính đến nay, ông đã có hơn 2.000 bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều bức tranh chân dung Bác Hồ của họa sĩ Xuân Phúc hiện được lưu giữ tại các gallery hội họa ở nhiều nước trên thế giới. Trong những ngày tháng 5 2019, họa sĩ Xuân Phúc lại tiếp niềm đam mê của mình với bức chân dung Bác Hồ tại chiến dịch Đông Khê. Hình ảnh Bác ở vị trí trung tâm trực tiếp quan sát đồn Đông Khê cùng với lá cờ đỏ sao vàng trên nền trời thể hiện ý chí đại đoàn kết toàn dân tộc. Tranh chân dung của Bác, điều quan trọng nhất là thể hiện được cái thần thái của Bác, một vĩ nhân, một lãnh tụ của dân tộc. Làm sao vừa lại rất gần gũi như người cha, người ông của mình, nhưng cũng là một cái người vĩ đại của dân tộc. Cho nên là tôi khi tôi vẽ tranh chân dung người Bác thì tôi rất tập trung vào thể hiện cái thần thái và cái tinh thần của Bác.
là người đã thể hiện vai Bác Hồ xuất sắc trên cả hai lĩnh vực là sân khấu và điện ảnh, nghiên cứu rất nhiều về hình tượng Hồ Chí Minh. Diễn viên Tiến Hợi thực sự hút hồn với đôi mắt và phần trán ở những bức tranh mà người bạn mình vẽ chân dung Bác Hồ. Đôi mắt của Bác thì anh vẽ thì thật tuyệt vời. Tôi cảm nhận thấy, càng nhìn vào đôi mắt trong bức tranh của anh vẽ, tôi cảm giác như Bác đang nhìn mình, Bác đang ngắm mình và Bác đang động viên mình. Phần lớn những tác phẩm của họa sĩ Xuân Phúc đều được sáng tác bằng chất liệu sơn dầu. Theo ông, chất liệu sơn dầu có nhiều thế mạnh, thể hiện được rõ nét những tư tưởng, tình cảm mà ông dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Chính vì tình yêu với Bác mà tranh vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông đi vào chi tiết, tới độ người xem có thể nhìn tới từng chi tiết sinh động. Tôi cũng trải qua những cuộc chiến tranh chống Mỹ rồi là chiến tranh biên giới và cũng tiếp xúc với nhiều những cái hình ảnh Bác Hồ. Nhưng phải nói rằng là tôi cảm nhận anh Phúc là vẽ tranh Bác Hồ là gần như là tôi cảm thấy là đẹp nhất ở Việt Nam. Càng nhìn lâu những bức tranh mà họa sĩ Trần Xuân Phúc vẽ về Bác Hồ, tôi rất yêu mến, tại vì họa sĩ đã lột tả được cái tâm hồn, lột tả được phong cách và tác phong của Bác Hồ. Bác là mặt trời tỏa muôn nơi, là đất trời, cỏ cây và hoa lá. Ca ngợi Bác ngàn lần không hết. Bác thật gần, lại là thánh nhân. Nghĩ về Bác, con nguyện gắng sức, tự sửa mình phấn đấu vì ngày mai. Sức nhỏ con xin làm việc nhỏ, để xứng đáng cháu Bác Hồ Chí Minh. EU thông qua cơ chế ứng phó tấn công mạng. EU điều chỉnh danh sách đen tiêu trường thuế. Khi robot làm thay lao động chân tay. Thông tin cập nhật đầu tiên trong Thế giới 360 độ sáng nay liên quan đến những biện pháp đảm bảo an ninh trước các cuộc tấn công mạng tại châu Âu. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU vừa thông qua cơ chế trừng phạt những đối tượng nước ngoài tấn công mạng, làm tê liệt các bệnh viện và ngân hàng, gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử và đánh cắp các bí mật của công ty hay các quỹ thuộc khối này. Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nhấn mạnh, cơ chế trừng phạt mới cho phép EU áp đặt các biện pháp hạn chế mục tiêu để ngăn chặn và đáp trả các cuộc tấn công mạng. Các biện pháp trừng phạt sẽ được cân nhắc nếu một cuộc tấn công mạng được xác định có tác động đáng kể. Cơ chế này nhằm đảm bảo an ninh cho các cơ quan doanh nghiệp và cá nhân của EU trước sự gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công mạng trên toàn cầu. Theo quy định, 28 nước thành viên EU sẽ phải bỏ phiếu nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi xác định mức độ ảnh hưởng của các vụ tấn công, trong đó bao gồm số quốc gia và người dân bị ảnh hưởng, cũng như số tiền, dữ liệu và tài sản sở hữu trí tuệ bị đánh cắp. Liên minh châu Âu EU vừa nhất trí loại 3 nước và vùng lãnh thổ ra khỏi danh sách đen về tiêu đường thuế, cụm từ ám chỉ những quốc gia thường được sử dụng làm nơi rửa tiền và luân chuyển các khoản tiền tài trợ khủng bố. 3 nước được loại ra khỏi danh sách đen thiên đường thuế của Liên minh châu Âu EU bao gồm đảo Aruba của Hà Lan, đảo quốc Barbados và vùng lãnh thổ hải ngoại Bermuda của Anh. Hiện danh sách đen của EU về những quốc gia thường được sử dụng làm nơi rửa tiền và luân chuyển các khoản tiền tài trợ khủng bố vẫn còn 12, gồm Belize, Dominica, Fiji, Oman, Samoa, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Trinidad và Tobago, Vanuatu, cùng với 4 vùng lãnh thổ của Mỹ và Samoa, Guam và các quần đảo Virgin và Marshall. Danh sách này được khởi xướng từ tháng 4 năm 2016, sau khi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế phanh phui một hệ thống trốn thuế quy mô toàn thế giới, hay còn được biết đến với tên gọi Hồ sơ Panama. Đến cuối năm 2017, tất cả 28 nước thành viên EU đã chính thức lập nên danh sách đen các thiên đường trốn thuế này. Thượng viện Đức vừa thông qua đề xuất của Bộ Giao thông nước này về việc đưa vào vận hành xe scooter điện. Quyết định được đưa ra sau các cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề an toàn của loại phương tiện này. Dự luật cho phép lấy xe điện scooter giờ được Thượng viện Đức thông qua, thì các loại scooter điện sẽ được tham gia lưu thông trên đường phố và đường dành cho phương tiện thô sơ, song cấm vận hành đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ, trừ một số tuyến đường đặc biệt có biển báo để đảm bảo an toàn cho khách bộ hành. Ngoài ra, người điều khiển loại xe này phải tuân thủ quy định về tuổi và tốc độ điều khiển xe.
Bộ Giao thông Đức cho rằng việc đưa vào lưu thông phương tiện này là một giải pháp hoàn hảo thay thế ô tô ở các thành phố có mật độ giao thông cao. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng sự có mặt của scooter điện sẽ khiến vấn đề không gian đổ xe trở nên phức tạp hơn. Anh là một trong những quốc gia có nhiều vụ tắc nghẽn giao thông nhất thế giới. Điều này gây ra không chỉ bởi vì mật độ dân cư đông đúc mà còn do có quá nhiều công trình xây dựng. Để giải quyết tình trạng trên, thì chính phủ Anh đã đầu tư phát triển hệ thống bản đồ đường bộ số hóa. Mô hình này cho phép số hóa chi tiết, từng chi tiết như là cột đèn, điểm báo, các tòa nhà ở tắc nghẽn giao thông theo thời gian thực. Nó được kỳ vọng là sẽ giảm tải hẳn ách tắc giao thông trong giờ cao điểm tại các khu đô thị đông đúc. Mới đây, công ty công nghệ Mobileye trực thuộc tập đoàn Intel đã hợp tác với cơ quan vẽ bản đồ Urban Survey để phát triển hệ thống bản đồ cơ sở hạ tầng giao thông số hóa. Theo các chuyên gia, hệ thống bản đồ cơ sở hạ tầng số hóa chi tiết và thay đổi theo thời gian thực có thể trở thành công cụ hữu ích giúp giảm thiểu tình trạng tai nạn và tắc nghẽn giao thông gây ra bởi các công trường thi công. Bản đồ số hóa mới xác định chi tiết nhất tất cả các cột biển báo nằm dọc trên các tuyến đường tại Anh. Cơ quan vẽ bản đồ quốc gia Anh cho biết họ cũng đang lên kế hoạch triển khai phương tiện điều khiển tự động và mạng viễn thông 5G. Chuyển sang những thông tin liên quan môi trường, an sinh xã hội và giáo dục. Ủy ban Môi trường Mexico cho biết tiếp tục duy trì báo động kép ô nhiễm không khí và nồng độ ozone và bụi mịn PM2.5 trong không khí. Sau khi các thông số ô nhiễm tại thủ đô Mexico City và nhiều bang lân cận đều vượt mức quy định, cơ quan chức năng đã cấm toàn bộ các hoạt động phát thải khí, bụi như đốt rơm rạ, đốt rác và xây dựng. Ngoài ra, thủ đô Mexico City hạn chế lưu thông của các xe có chỉ số khí thải cao và yêu cầu các nhà máy và khu công nghiệp hoạt động dưới công suất. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có vấn đề về hô hấp hay tim mạch được khuyến cáo không nên ra đường, trong khi người dân nói chung cần hạn chế các hoạt động ngoài trời. Henny, một khách sạn đặc biệt nằm tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Henny là khách sạn robot thứ hai được khai trương tại đất nước mặt trời mọc. Hiện khách sạn Henny có 140 robot thuộc 9 loại khác nhau và đảm nhận nhiều vị trí công việc như giám sát dọn phòng lễ tân và cả tạo niềm vui cho khách hàng. Nhà bếp của một quán pizza ở Mountain View, California, Mỹ có dây chuyền làm pizza Zumi Pizza. Đầu bếp dùng máy nhào nặn bột thành hình tròn rồi đặt lên băng chuyền. Khi bánh đến vị trí, Mata, robot số 1, lập tức thực hiện nhiệm vụ rưới đều nước sốt cà chua lên bề mặt. Sau đó, chiếc bánh được dây chuyền chuyển đến vị trí một công nhân khác, người có nhiệm vụ cho một vài nguyên liệu vào chiếc bánh. Cú dây chuyền Bruno, robot thứ 2, nhận chiếc bánh và cho nó vào lò nướng. Chỉ vài phút sau, một chiếc bánh pizza nóng hổi đã ra lò và sẵn sàng chuyển đến tay khách hàng. Sử dụng robot vào các công việc phục vụ hiện đang phổ biến ở nhiều nước. Dự kiến nhu cầu về robot phục vụ sẽ tăng nhanh trong vòng 3 năm tới. Bản thống kê của Hội đồng thi tuyển Đại học Mỹ nêu rõ, điểm thi SAT của học sinh da trắng trung bình cao hơn học sinh da đen khoảng 177 điểm và cao hơn học sinh gốc Mỹ Latin khoảng 133 điểm, trong khi học sinh châu Á lại thường đạt điểm cao hơn học sinh da trắng khoảng 100 điểm. Số liệu cũng cho thấy con em của những gia đình giàu có và có trình độ đại học thường học tốt hơn các bạn cùng lớp. Do đó, hội đồng này ấn định điểm hoàn cảnh không thuận lợi dựa trên 15 yếu tố như tỷ lệ tội phạm và mức độ nghèo của khu vực xung quanh trường trung học nơi học sinh đó theo học, cũng như ở khu phố nơi học sinh đó sinh sống. Các học sinh không được biết điểm này của mình, nhưng các trường đại học có thể tiếp cận điểm số này của học sinh khi cân nhắc xét duyệt hồ sơ. Đại học Yale, trường thuộc top đầu của nước Mỹ, là một trong các trường đã thử nghiệm tính điểm hoàn cảnh không thuận lợi bởi nhà trường muốn tạo điều kiện để những học sinh có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp hơn có cơ hội được bước chân vào giảng đường chất lượng như Yale. Điểm hoàn cảnh không thuận lợi với thang điểm từ 1 đến 100 được tính dựa trên hoàn cảnh kinh tế và chỉ số cơ hội của mỗi học sinh, cũng như điểm SAT của học sinh đó trong so sánh tương quan với các bạn cùng lớp. Nếu điểm hoàn cảnh không thuận lợi của một học sinh là 50, tức là mức độ hoàn cảnh bình thường, nếu cao hơn 50 là mức độ hoàn cảnh khó khăn và thấp hơn 50 là học sinh đó có hoàn cảnh thuận lợi. Tuy nhiên, việc tính điểm hoàn cảnh không thuận lợi vấp phải rất nhiều chỉ trích từ phía các học sinh và các phụ huynh.
Năm ngoái đã có 50 trường sử dụng thang điểm hoàn cảnh không thuận lợi trong xét duyệt tuyển sinh và hội đồng thi tuyển đại học của Mỹ. Dự định sẽ nhân rộng cách tính này ở 150 trường đại học trong đợt tuyển sinh mùa thu sắp tới, và sau đó sẽ tiếp tục áp dụng rộng rãi ở nhiều trường hơn nữa trong năm tiếp theo. Tiếp tục chuyển tải đến quý vị những thông tin hữu ích, phóng viên thời sự đã cập nhật những vấn đề sự kiện được nhiều trang báo phản ánh hôm nay. Thưa quý vị, thị trường thẻ Việt Nam sắp được chip hóa khi mà 7 ngân hàng đầu tiên trên thị trường sẽ đồng loạt ra mắt thẻ ghi nợ nội địa, hay còn gọi là thẻ ATM theo chuẩn chip vào ngày 28 tháng 5 tới và tiến hành đổi thẻ cho người dùng. Các ngân hàng chuyển đổi trong đợt đầu gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Aribank, Sacombank, Tienphongbank và An Bình, với số lượng thẻ ATM chiếm khoảng 70% tổng số thẻ trên cả nước. Chưa kể một số ngân hàng khác cũng đang đăng ký chuyển đổi với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam. Việc chuyển đổi sẽ giúp cho Việt Nam thoát khỏi vùng trũng của tội phạm thẻ, cũng như là kích thích thanh toán bằng các phương thức không dùng tiền mặt. Theo thông tin trong bài viết, thẻ chip bắt đầu thay thẻ từ, đăng trên báo Tuổi Trẻ. Năm 2019, khoảng 30% số lượng thẻ ATM trên thị trường sẽ được chuyển đổi sang thẻ chip, và đến năm 2021, toàn bộ 75 triệu thẻ ATM được đổi sang thẻ chip. Lộ trình này phù hợp với lộ trình chuyển đổi của các nước trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Philippines, dù Việt Nam xuất phát chậm hơn. Việc chuyển sang sử dụng thẻ chip sẽ khắc phục được tình trạng tội phạm thẻ đánh cắp dữ liệu thẻ để chế tạo thẻ giả nhằm rút trộm tiền. Một số ngân hàng cho biết sẽ miễn phí chuyển đổi cho các chủ thẻ dù chi phí rất lớn. Tuy nhiên, một số ngân hàng khác lại cho biết là mức phí chuyển đổi sẽ căn cứ vào mối quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng, chứ không miễn phí cho toàn bộ khách hàng. Tiêu điểm báo chí tiếp tục cập nhật những thông tin nổi bật khác được các trang báo đăng tải. Cẩn trọng khi giao dịch xuất khẩu sang Trung Quốc, tiêu đề một bài viết được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo thông tin trong bài viết, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc luôn tăng trưởng mạnh. Nhóm hàng nông lâm thủy sản có nhiều thuận lợi vì được hưởng ưu đãi thuế quan 0% theo Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Trung Quốc. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc lưu ý các doanh nghiệp trong nước khi giao dịch, kinh doanh tại thị trường này phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo thông lệ của thương mại quốc tế, với các điều khoản về giao dịch và giải quyết tranh chấp được thống nhất chặt chẽ, có tính ràng buộc cao. Hiện nay, việc quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng cực kỳ gian nan. Người bán đánh vào tâm lý người dùng như thực phẩm chức năng cho trẻ hay các sản phẩm tăng cường sinh lý, chống lão hóa, giảm cân, hoặc cam kết chữa các vấn đề sinh sản, bệnh xương khớp, được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Người tiêu dùng như bị rơi vào ma trận của những phản hồi tích cực và lời khen ngợi từ những khách hàng đã sử dụng do được đơn vị bán cung cấp. Phản ánh này đang được đăng tải trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trước những vấn đề này, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng cần tìm hiểu thông tin khi mua sản phẩm, chỉ mua những sản phẩm đã được cấp phép, công bố chất lượng, mua ở những cửa hàng, hiệu thuốc được cấp phép hoạt động. Liên quan đến vụ án mạng, hai người đàn ông bị sát hại rồi đổ bê tông trong bồn nhựa để phi tang xác ở tỉnh Bình Dương làm rúng động dư luận những ngày qua. Báo Thanh Niên vừa đăng tải thông tin. Ngày hôm qua, một trong bốn người phụ nữ bị Công an Bình Dương bắt giữ liên quan đến vụ án mạng đã hợp tác khai nhận với công an nguyên nhân giết người vì mâu thuẫn trong sinh hoạt. Cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của các bị can khác. Thưa quý vị, những năm gần đây thì tội phạm ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng. Song song với công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, các cấp các ngành đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy nhằm giảm tỷ lệ người nghiện. Nhằm hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện ngay tại địa phương, từ cuối năm 2015, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu triển khai mô hình điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng ở các xã phường thị trấn. Đến nay thì toàn tỉnh đã thành lập được 14 điểm tư vấn. Tuy nhiên, thời gian qua thì mô hình này gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất chưa đáp ứng, kinh phí hạn hẹp, nguồn nhân lực thiếu. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong một gõ cửa ngày mới. Đầu tháng 12 năm 2015, mô hình điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập
tại Trung tâm Y tế phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Qua hơn 3 năm đi vào hoạt động, cơ sở vật chất, các trang thiết bị tại điểm tư vấn vẫn rất thiếu thốn, chưa đảm bảo cho công tác chăm sóc và hỗ trợ điều trị cai nghiện. Theo cán bộ tại điểm tư vấn, số người đến tư vấn trực tiếp tại cơ sở rất ít, chủ yếu tư vấn qua các phương tiện như điện thoại hoặc mạng xã hội. Nhưng ngay cả thiết bị phục vụ tư vấn cũng chưa được đầu tư đúng mức để đáp ứng nhu cầu. Vật chất thì bây giờ nó cũng có như vậy đấy. Phòng ốc thì trước mắt là cái phòng điều trị của nó còn thiếu. Nguyên tắc nó phải 3 phòng, nhưng mà nó có một phòng tư vấn thôi. Phải một phòng điều trị và một phòng cắt cơn. Đó, nhưng mà thiếu mất 2 phòng, còn một phòng ở đây. Còn cái cơ sở của trạm thì đang nhỏ cho nên không có thể mà mình đưa lên trên để mà cắt cơn được, thì có phòng dưới này thôi. Nếu mà phòng tư vấn ở đây thì không thể làm được, thì phải có một cái phòng cắt cơn và một phòng điều trị mình mới thực hiện được. Không chỉ thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị, mà đội ngũ làm công tác tư vấn chăm sóc và hỗ trợ điều trị tại các điểm tư vấn cũng vừa thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn. Tại điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị ma túy tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, do không có cán bộ y tế chuyên về điều trị cai nghiện ma túy, nên địa phương đã giao công chức xã kiêm nhiệm việc tư vấn cai nghiện ma túy. Ở bên điểm thì chỉ có mỗi một cái bình oxy, giống như anh chị thấy mỗi bình oxy kia là để cấp cứu tạm thời. Không có cái cơ sở vật chất nào để cấp cứu khi mà người bệnh, nếu mà chữa bệnh đi mà sốc thuốc. Nó có khó khăn như vậy. Đội ngũ tư vấn thì theo quy định thì một người tư vấn viên. Nhưng mà tư vấn thì ở các phường xã khác mình không biết nào. Nhưng mà riêng điểm của mình là tư vấn là kiêm nhiệm. Mình kiêm nhiệm, mình vừa là công chức văn hóa xã hội, mảng xã hội, phụ trách hoàn toàn các mảng xã hội. Mình kiêm nhiệm tất cả bên vấn đề tư vấn này. Thiếu kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ điều trị cũng là một vấn đề nan giải cho các cơ sở hỗ trợ điều trị ma túy tại cộng đồng. Trong công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone, tình trạng bỏ điều trị của người nghiện ma túy tương đối nhiều do chi phí, điều kiện đi lại hạn chế, nên hiệu quả chưa cao, tỷ lệ tái nghiện còn lớn. Tính đến tháng cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 2.780 người nghiện ma túy. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành công văn số 3521 về việc tăng cường công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các địa phương chịu trách nhiệm bố trí kinh phí phục vụ công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, phân công trách nhiệm cho các sở ban ngành cùng phối hợp thực hiện. Trong đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội giữ vai trò chủ đạo. Và từ đầu tháng 5 tới nay, Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức kiểm tra toàn bộ các điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị ma túy trong toàn tỉnh để ghi nhận những khó khăn vướng mắc. Cuối năm 2018 vừa qua, chính xác là vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, thì Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 124 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện. Theo thông tư này, thì mức chi hỗ trợ cán bộ tham gia công tác điều trị cai nghiện ma túy trong thời gian điều trị cắt cơn tập trung tại cộng đồng được nâng lên mức là 100.000 đồng một người một ngày. Để giảm số người nghiện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao sức khỏe nhân dân, thì bên cạnh những giải pháp của ngành chức năng trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cai nghiện, còn đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả cộng đồng, gia đình và nhất là sự nỗ lực quyết tâm của chính bản thân người nghiện nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị, cùng với sự biến đổi của xã hội thì điều kiện sinh hoạt và làm việc của con người cũng thay đổi theo. Con người ngày càng ít vận động đi hoặc là làm việc nhiều ở tư thế ngồi lâu, động tác đơn điệu là nguyên nhân dẫn tới các loại bệnh cột sống ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Trong các bệnh liên quan tới cột sống thì thoát vị đĩa đệm dễ mắc phải và điều trị dai dẳng. Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa, bên cạnh các liệu pháp điều trị thì đòi hỏi người bệnh phải có chế độ vận động hỗ trợ phù hợp. Và yoga là một phương pháp hỗ trợ hết sức đơn giản nhưng đem lại hiệu quả. Các bài tập thường có thể nói là rất nhẹ nhàng, cũng dễ thực hiện để phù hợp với nhiều bệnh nhân không phân biệt lứa tuổi, giới tính, bệnh nặng hay là bệnh nhẹ. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình tại phường 11 thành phố Vũng Tàu, năm nay hơn 50 tuổi, làm việc trong bộ phận phục vụ ăn uống tại một đơn vị lực lượng vũ trang. Bà Thanh bị thoát vị đĩa đệm cột sống và điều trị từ hơn 4 năm nay. Theo lời khuyên của bác sĩ và giới thiệu của bạn bè, bà Thanh tìm đến trung tâm yoga uy tín và luyện tập theo chương trình riêng.
nhờ kết hợp giữa điều trị bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ và luyện tập bổ trợ yoga, nên đến nay bệnh tình của bà đã thuyên giảm. Cô về đi tập yoga ở đây khoảng 4-5 tháng thì nó còn đỡ nhiều. Thời gian trước các cô đứng nó không đứng được lâu, đứng một tí xíu là nó đau, mà đi cũng không đi được, một đoạn là phải ngồi xuống. Đó. Thời gian tập bây giờ nó nói chung nó đỡ hoàn toàn, là đau đứng ngồi nó thoải mái. Cái hiệu quả yoga đầu tiên nó sẽ điều chỉnh lại cái sự sai lệch của cái tư thế, thì cái máu sẽ được lưu thông, cả cơ và xương đều khỏe lên, nó sẽ là cái tiền đề để nâng đỡ điều chỉnh cái co cái cơ thân mình của mình nó ổn định, là đối với cả cái tuyến giáp của mình, một cái tuyến rất là quan trọng đối với cả cái điều tiết cái nồng độ canxi trong máu của mình. Khi tập luyện nó sẽ tác động tích cực lên cái tuyến giáp của mình, nó có là một cái tiền đề, một cái điều kiện để nó chữa lành cho vấn đề cái xương khớp của người bệnh. Năm động tác yoga đơn giản, dễ tập và có thể tập tại nhà, phù hợp cho những người vấn đề về đau lưng, thoát vị cuộc sống. Và mọi người hãy kiên trì tập, cái tình trạng đau lưng của mình nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Và sau đây là 5 động tác. Động tác thứ nhất, mình ngồi thẳng lưng, hai chân duỗi thẳng, hai tay chống hai bên hông của mình, ngang với hông, cái cườm tay phía sau, ngang với hông phía sau của mình. Hít vào, ấn mạnh hai cái tay của mình xuống, thóp nhẹ cái bụng mình lại, nâng cái lồng ngực của mình lên, mở nhẹ hai cái xương đòn ra sau, xuôi hai cái vai của mình xuống, rồi cầm thu lại. Để ý ba cái điểm. Điểm thứ nhất là điểm giữa cái hông của mình, điểm thứ hai giữa lồng ngực, và điểm thứ ba là sau cái gáy của mình. Ba cái điểm đấy nó tạo thành một cái đường thẳng, thì khi đấy cuộc sống của mình sẽ trở về cái đường cong sinh lý bình thường của nó và cái trạng thái lý tưởng nhất của nó. Hãy cố gắng duy trì cái cơ, sử dụng nhóm cơ xung quanh thân người của mình, gọi là nhóm cơ lõi, cơ vùng co của mình, để giữ cho cái lưng nó thẳng. Và sau đó từ từ nhấc hai cái tay của mình lên và vẫn duy trì cái tư thế như thế, giữ ở đó 1-3-5 phút tùy theo từng người. Hãy cố gắng tập trung và duy trì ổn định tư thế đó. Lợi ích của tư thế nó sẽ sắp xếp lại cuộc sống của mình, làm giảm đi những cái áp lực lên cái vùng đĩa đệm của mình, những cái đĩa đệm do bị tổn thương, bị chèn ép, bị thoát, bị lệch, bị xẹp. Động tác thứ hai, từ tư thế ngồi đó tiếp tục hít vào hai tay ngang, vẫn giữ cho lưng thẳng, thở ra từ từ hạ tay phải, bàn tay phải xuống ngang hông của mình, hướng với khuỷu tay ở phía ngoài của mình vào thân người, rồi từ từ trùng nhẹ khuỷu tay, mềm vai ra, ấn mạnh tay phải, đẩy cái thân người qua bên trái, giữ cái hông trái ở trên sàn và tập trung vào hơi thở ra. Mỗi lần thở ra hãy kéo giãn cái lườn của mình, cong cái lườn mình hơn một chút nữa, giãn cái lườn trái của mình hơn một chút nữa, cuộn nhẹ cái vai trái về trước, kéo giãn thêm phần vai, phần lưng lớn ở phía sau bên trái của mình hơn nữa, rồi lại hít trở về giữa, giữ cho lưng thẳng và thở ra nghiêng đổi bên, thực hiện 3-5 lần. Ra thứ ba, rồi tiếp tục vẫn giữ duy trì ở tư thế ngồi hoàn toàn ở trên và trên cái hông của mình đó, và thẳng lưng, hít vào hai tay ra ngang, thẳng lưng, thở ra hạ tay trái lên cái đầu gối phải, rồi tay phải đặt ra sau gần với hông của mình, cái ngón tay hướng ra sau, thoát cái bụng, nâng cái xương ngực của mình lên, cái cằm thu lại, duy trì cái lưng cho thẳng, rồi tập trung vào hơi thở ra. Mỗi lần thở ra hãy dùng cánh tay trái của mình kéo lên cái đầu gối phải và dùng cánh tay phải của mình kéo cái thân người mình ra sau, tạo thành một cái lực xoắn. Động tác có tác dụng thải độc, làm mềm mại dẻo ở trong cái cột sống của mình do các cơ nó bị bó cứng. Động tác thứ tư, rồi co hai chân vẫn ngồi tư thế thẳng đứng đó, rồi co chân trái đặt vào mái xong rồi đùi phải, hít vào hai tay ngang, thẳng lưng, thở ra hạ tay trái ra phía sau gần với cả hông trái của mình, rồi từ từ hít và nâng cái hông phải của mình lên. Khi cái hông mình bắt đầu đẩy, hai cái hông mình đẩy căng lên khỏi sàn rồi, từ từ mình đưa cái lực hơn vào ngực của mình, ấn mạnh cái tay trái nâng cái ngực mình lên nữa, kéo giãn của mình, kéo giãn cái nửa người phía trước của mình từ bàn chân lên, kéo giãn toàn bộ cái nửa người phía trước của mình một cách đều, giãn đều. Rồi thở ra và hạ xuống, thực hiện 3-5 lần. Động tác thứ 5, duỗi thẳng hai chân về trước, vẫn ngồi hoàn toàn ở trên cái xương ngồi đó và hít vào hai tay thẳng lên, thở ra từ từ gập cái người mình về trước, đưa hai tay nắm lấy cái bàn chân của mình, thoát cái bụng mình lại, rồi duy trì cái bụng hóp đó, từ từ đóng cái ngực của mình lại, thu cái cằm lại, kéo giãn cái cột sống phía sau của mình từ giữa lưng ngang ngực của mình về đầu, giữa lưng về hông, để đảm bảo được 34 đốt sống của mình nó được kéo giãn hoàn toàn, kéo giãn ra và nó làm nên là tăng cái tính linh hoạt, trẻ hóa lại cuộc sống của mình. Thì mỗi người mỗi một cái tình trạng cái khác nhau, cái cơ địa khác nhau, thì khi mọi người tập hãy nhớ là không, tuyệt đối không để gây căng cứng, gây những cái điểm nén khó chịu lên cái vùng thắt lưng của mình.
Hy vọng những động tác yoga đơn giản vừa rồi theo hướng dẫn của huấn luyện viên Đinh Danh Tuyên có thể giúp ích được cho quý vị, những người đã và đang gánh chịu những cơn đau từ thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, theo lời khuyên của các chuyên gia thì những bệnh nhân mắc các bệnh về cột sống cần phải tìm đến những trung tâm yoga uy tín với chế độ luyện tập riêng và phù hợp. Bên cạnh đó, để đạt được kết quả tốt nhất thì bệnh nhân cũng phải tuân thủ theo lộ trình điều trị của bác sĩ chuyên khoa quý vị nhé. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 19 tháng 5. Thời điểm này khu vực tỉnh đã bước vào mùa mưa nên mưa có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, mưa tập trung nhiều nhất là vào thời điểm chiều tối và đêm. Nguyên nhân là do khu vực tỉnh đang chịu ảnh hưởng của trường gió Tây Nam. Đặc điểm của trường gió Tây Nam là hoạt động mạnh vào thời điểm chiều tối. Trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Nền nhiệt hôm nay có tăng nhẹ so với những ngày qua, thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Các khu vực phía Bắc của tỉnh mức nhiệt có thể trên 34 độ. Tuy chưa tới mức nắng nóng nhưng thời điểm trưa chiều trời khá oi bức. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ban ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 độ. Độ ẩm tương đối 76-83%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Độ ẩm tương đối 82%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5 biển bình thường, có lúc động nhẹ.